Xin chào tất cả các em. Ở tiết học trước, chúng ta đã học về câu cầu khiến. Trước khi đi vào bài học hôm nay, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Các em chú ý theo dõi câu hỏi kiểm tra bài cũ như sau. Em hãy nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. Cô nhắc lại câu hỏi kiểm tra để củng cố kiến thức của bài học trước. Em hãy nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. Ở bài câu cầu khiến chúng ta đã học đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. Vậy đặc điểm hình thức và chức năng đó là gì? Xin mời các em cùng cô chúng ta sẽ theo dõi đáp án để cùng củng cố kiến thức của bài học trước một chút. Các em thấy đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến như sau. Thứ nhất, các em thấy câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như hãy đừng chớ đi thôi nào, hoặc là có ngữ điệu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. Và các em thấy nữa đó là khi viết câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. Cô nhắc lại kiến thức của bài học trước để chúng ta cùng nhớ lại. Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như hãy đừng chớ đi thôi nào, hoặc kèm theo ngữ điệu cầu khiến. Và câu cầu khiến có chức năng đó là dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. Khi viết câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. Thì đó chính là kiến thức của bài học trước mà các em cùng nhớ lại để chúng ta chuẩn bị để bước vào bài học này. Chúng ta thấy nếu như câu cầu khiến thì có chức năng chính là dùng để yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. Vậy câu cảm thán cũng là một trong những kiểu câu phân loại theo mục đích nói, thì có đặc điểm hình thức gì và câu cảm thán có chức năng gì? Tiết 90 tiếng Việt của chúng ta ngày hôm nay sẽ đi tìm hiểu về kiểu câu, loại câu này. Các em đi vào bài học và các em lấy sách vở đồ dùng học tập bộ môn ngữ văn buổi sáng để chúng ta ghi bài đầy đủ. Cô nhắc lại tiết học ngày hôm nay, tiết 90, câu cảm thán. Các em đi vào phần thứ nhất của bài, ta tìm hiểu đặc điểm hình thức và chức năng. Một la mã đặc điểm hình thức và chức năng. Một nhỏ ví dụ, và chúng ta sẽ xét ví dụ trong sách giáo khoa trang 43. Các em có thể theo dõi trên màn hình những ví dụ này cô sẽ đưa lên trên màn hình của chúng ta. Và các em theo dõi để cùng cô tìm hiểu những ví dụ đó. Và cô nhắc lại một lần nữa, phông chữ màu đen là những nội dung mà các em sẽ phải ghi vào trong vở của mình. Còn các phông chữ khác, các em theo dõi, quan sát để rút ra, nhận xét. Các em đi vào ví dụ A. Hỡi ơi lão Hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì chót lừa một con chó. Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót binh tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Đó là ví dụ A. Các em tiếp theo các ví dụ tiếp theo. B. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng, ta đợi chết mạnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Các em thấy ví dụ B được trích trong văn bản nhớ rừng. Đó là một trong những văn bản hay mà chúng ta cũng đã được học. Các em tiếp tục theo dõi cho cô. Phần trích C, cô đọc tiếp. C. Trăng đêm nay đẹp biết bao.
Các em chú ý cho cô ở những ví dụ này. Thì theo các em, những câu nào là câu cảm thán? Cô nhắc lại trong ba ví dụ trên, thì những câu nào là câu cảm thán? Để có thể xác định được đâu là câu cảm thán thì cô lưu ý với các em, chúng ta có thể dựa vào những kiến thức mà các em đã được học từ tiểu học. Thì chúng ta thấy là câu phân loại theo mục đích nói, như chúng ta thấy gồm có 4 kiểu câu, đó là câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. Và chúng ta đã học 2 kiểu câu, đó là câu cầu khiến, câu nghi vấn rồi. Tiết học thứ hôm nay thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về câu cảm thán, câu trần thuật, thì tiết tới chúng ta sẽ học tiếp. Vậy thì cô đang nói chúng ta sẽ căn cứ vào kiến thức mà chúng ta đã học ở tiểu học để xác định cho cô trong ba ví dụ trên thì những câu nào là câu cảm thán. Nào, vậy theo các em thì những câu nào là câu cảm thán? Nào, cô sẽ định hướng cho chúng ta nhé. Các em thấy là những câu cảm thán ở ví dụ trên thì ta thấy câu A có hỡi ơi lão hạc. Còn phần trích B, câu cảm thán là than ôi. Phần trích C, câu cảm thán là trăng đêm nay đẹp biết bao. Thì đó là những câu cảm thán. Vậy thì ta dựa vào đặc điểm hình thức nào có thể biết được đó là những câu cảm thán? Cô nhắc lại, vậy thì dựa vào đặc điểm hình thức nào có thể xác định được đó là những câu cảm thán? Thì để có thể trả lời được câu hỏi này thì các em có thể thấy rằng, trước hết có thể thấy những câu hỡi ơi lão hạc, than ôi, trăng đêm nay đẹp biết bao, thì đó là những câu mà có đặc điểm hình thức, đó là có các từ cảm thán. Ví dụ như ta thấy hỡi ôi ở câu A, than ôi ở câu B, biết bao ở câu C. Thì các em thấy là thứ nhất, các em có thể thấy căn cứ thứ nhất đó là dựa vào đặc điểm hình thức. Mà hình thức là gì? Thì là những điều mà chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể nhận thấy. Thì cô nhắc lại một lần nữa là ba câu trên có các từ cảm thán, đó là hỡi ôi ở câu A, than ôi ở câu B, biết bao ở câu C. Đó là điều các em ghi nhận. Và thứ hai thì hình thức thứ hai đó là các em thấy khi viết thì những câu trên đều kết thúc bằng dấu chấm than. Cô nhắc lại đặc điểm hình thức thứ hai mà chúng ta có thể kết luận rằng đó là những câu cảm thán, thì khi viết những câu cảm thán đó kết thúc bằng dấu chấm than. Hay nói một cách khác là khi viết kết thúc bằng dấu chấm than. Đó là điều mà các em cần chú ý ghi nhận. Tiếp theo, các em chú ý tiếp cho cô. Ba câu trên dùng để thể hiện điều gì? Hay nói cách khác rằng ba câu trên có chức năng gì? Nào, các em suy nghĩ cho cô câu hỏi thứ ba này. Ba câu trên dùng để thể hiện điều gì? Vậy theo các em thì những câu đó dùng để thể hiện điều gì? Cô sẽ để các em có thể biết nhé. Chúng ta thấy cả ba câu trên đều có chức năng, đó là dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết. Cô nhắc lại về chức năng thì ba câu này đều dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói. Vậy thì câu cảm thán là những câu có những từ ngữ cảm thán như ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ôi, trời ơi, thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào, vân vân, dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói hoặc người viết, xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ hàng ngày hoặc trong các văn bản văn chương, ngôn ngữ văn chương. Ý thứ hai trong phần ghi nhớ đó là khi viết câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than. Cô nhắc lại một lần nữa, ghi nhớ sách giáo khoa trang 44 như sau. Câu cảm thán là câu có những từ ngữ cảm thán như ôi,
than ôi, hỡi ơi, chao ôi, trời ơi, thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào, vân vân. Dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết. Xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương. Và ý thứ hai các em chú ý đó là khi viết câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than thì đó chính là ghi nhớ của bài học. Và ghi nhớ này thì các em chỉ cần học thuộc, học kỹ cho cô trong sách giáo khoa trang 44 chứ không phải ghi vào vở ghi nhớ đó. Các em chú ý cho cô, để củng cố cuộc bài học này thì các em sẽ theo dõi cho cô các hình ảnh sau và hãy đặt câu cảm thán phù hợp với những hình ảnh mà các em quan sát được ở dưới đây. Thứ nhất là các em quan sát thấy hai hình ảnh. Ở hình ảnh thứ nhất là hình ảnh mà có thể xuất hiện ở trong văn bản cô bé bán diêm mà các em đã học. Và hình ảnh thứ hai đó chính là phong cảnh của Hạ Long và đây chính là hình ảnh của hòn trống mái, một trong những biểu tượng đẹp của Hạ Long. Vậy thì quan sát những hình này, hãy đặt cho cô những câu cảm thán thích hợp với những hình ảnh mà các em quan sát. Các em sẽ đặt như thế nào? Và ở hình ảnh thứ nhất thì cô có thể gợi ý định hướng tham khảo để các em có thể đặt nhé. Ôi, số phận cô bé bán diêm thật bất hạnh. Chúng ta có thể thấy từ thực tế mà các em đã học văn bản cô bé bán diêm cũng như một lần nữa quan sát hình ảnh trên thì có thể nói cô bé bán diêm là một cô bé có hoàn cảnh bất hạnh và chúng ta có thể đặt một câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc của chúng ta trước cuộc đời, trước số phận của cô bé bán diêm. Cô nhắc lại ví dụ như câu ôi số phận của cô bé bán diêm thật bất hạnh. Hay đứng trước cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long, chúng ta có thể đặt một câu như sau. Cháu ơi, cảnh Vịnh Hạ Long đẹp xiết bao. Chúng ta có thể thấy câu thứ hai thì chúng ta thấy có cháu ơi, có xiết bao. Đó chính là những từ ngữ cảm thán để bộc lộ trực tiếp cái cảm xúc của người nói. Đó là cái sự gì? Sự thán phục, sự ngưỡng mộ đối với cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long. Quan sát tiếp cho cô hình ảnh thứ ba và cũng tiếp tục đặt cho cô câu cảm thán phù hợp với hình ảnh mà các em quan sát. Các em thấy đây chính là hình ảnh của những bông hoa súng rất là tươi đẹp. Vậy chúng ta sẽ đặt như thế nào với hình ảnh mà chúng ta được quan sát này? Và có thể cô sẽ đặt câu cảm thán như sau. Ôi, những bông hoa này thật đẹp. Chúng ta thấy trong câu cảm thán cô vừa đặt có ôi và kết thúc bằng dấu chấm than thì chúng ta thấy đây chính là câu cảm thán và nó mang đặc điểm hình thức của kiểu câu cảm thán mà chúng ta vừa tìm hiểu và đó chính là ví dụ mà cô có thể tham khảo thêm để các em nắm rõ thêm về câu cảm thán. Hay nói khác rằng không phải chỉ có 3 hình ảnh mà các em quan sát vừa rồi mà chúng ta thấy rằng trong thực tế thì có thể là thực tế hàng ngày trong cuộc sống, các em có thể là chứng kiến, cảm nhận những cuộc đời, những số phận bất hạnh thì chúng ta cũng có thể bày tỏ cái tình cảm, cảm xúc đó là sự cảm thông, sẻ chia của chúng ta, xót thương của chúng ta trước cuộc đời, số phận mà chúng ta bắt gặp. Hay chúng ta chứng kiến cảnh đẹp mà chúng ta cũng tham quan hoặc là chứng kiến cái phong cảnh đẹp hay là ngưỡng mộ trước một vấn đề gì đó thì chúng ta có thể sử dụng kiểu câu cảm thán để thể hiện tình cảm, cảm xúc, sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với những cảnh, những phong cảnh mà chúng ta có thể quan sát được trong cuộc sống hàng ngày. Có những từ ngữ cảm thán mà chúng ta đã thấy. Có những từ ngữ cảm thán và kết thúc đều bằng dấu chấm than thì ta có thể khẳng định rằng đó là những câu. Các em chuyển sang bài tập thứ hai. Và bài tập thứ hai các em nghe cô đọc như sau. Phân tích tình cảm cảm xúc được thể hiện trong những câu sau. Có thể sắp xếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không và vì sao? Câu A. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con? Phần trích B.
Xanh kia thăm thẳm từng không, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Phần trích xe: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đêm chi xuân đến lại gợi thêm sầu. Phần trích D: anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi biết làm thế nào bây giờ. Cô nhắc lại yêu cầu của bài tập 2 cho 4 phần trích trên là phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những phần trích đó. Có thể sắp xếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không? Và vì sao? Vậy, tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu này là gì? Thì cô sẽ định hướng. Có thể thấy phần trích A và phần này thì phần chữ đen các em có thể ghi nhanh vào trong vở bài tập của mình. Phần trích A: đây là lời than thở của người nông dân dưới chế độ phong kiến. Và chúng ta thấy là lời than thở ấy được thể hiện trong câu ca dao. Chúng ta thấy là câu ca dao ở đây đó chính là: ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con. Còn phần trích B thì đây là lời than của người chinh phụ, tức là người phụ nữ có chồng đi chinh chiến, trước nỗi gian truân chuyên do chiến tranh gây ra. Còn ở phần trích C thì đây chính là tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống lúc bấy giờ. Và cuối cùng ở phần trích D thì các em thấy đó chính là sự căm giận của dế mèn trước cái chết đáng thương của dế chắc mà các em có thể thấy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy các câu trên có bộc lộ cảm xúc nhưng không có dấu hiệu hình thức đặc trưng của câu cảm thán. Ví dụ như không có các từ ngữ cảm thán, dấu chấm than, và chính vì thế chúng ta có thể kết luận rằng 4 câu trên không phải là các câu cảm thán. Cô nhắc lại, các câu trên có bộc lộ cảm xúc nhưng không phải là không có các dấu hiệu đặc trưng của câu cảm thán. Ví dụ như không có từ cảm thán, dấu chấm than, và chúng ta khẳng định rằng những câu này không phải là các câu cảm thán. Đó là bài tập 2 cô đã hướng dẫn xong với các em. Chuyển sang bài tập thứ 3. Bài tập thứ 3 như sau: đặt 2 câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc với các tình huống sau. A. Trước tình cảm của một người thân dành cho mình. B. Khi nhìn thấy mặt trời mọc. Cô nhắc lại là với 2 tình huống trên thì yêu cầu chúng ta hãy đặt mỗi câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc trước những tình huống này. Chúng ta sẽ đặt như thế nào với những câu trên? Còn để chúng ta có thể có cái định hướng đúng thì cô có thể cho chúng ta tham khảo. Ví dụ như câu sau. Với tình huống A, cô đặt: mẹ ơi, tình yêu mẹ đã dành cho con thiêng liêng biết bao, chấm than. Còn ở tình huống B thì cô sẽ đặt câu như sau: cháu ơi, bình minh đẹp quá. Còn tùy các em, chúng ta có thể căn cứ vào tình huống như trên, mình có thể đặt những câu cảm thán khác cho phù hợp với tình huống mà mình tham khảo, mình quan sát, và không nhất thiết là cứ phải áp đặt lấy câu của cô đã cho để làm câu của chúng ta. Như vậy là trong tiết học, cô đã giúp các em nhận biết được đặc điểm hình thức và thấy được chức năng của câu cảm thán để có thể giúp các em là có định hướng khi học ở nhà. Thì cô yêu cầu các em sẽ học thuộc cho cô phần ghi nhớ của bài. Các em hoàn thành các bài tập mà cô đã hướng dẫn ở trên lớp. Nhắc lại, những 3 bài tập cô đã hướng dẫn trên lớp, các em sẽ hoàn thành đầy đủ trong vở bài tập. Và một nhiệm vụ rất quan trọng tiếp theo đó là các em chuẩn bị cho cô bài câu trần thuật chúng ta sẽ học ở tiết 91 tới đây. Và ở bài tiếng Việt câu trần thuật thì để có thể học tốt bài học đó, các em hãy đọc cho cô các ví dụ trong sách giáo khoa.
Kem suy nghĩ và chú ý phát hiện cho cô những đặc điểm hình thức và chức năng của các câu cần thuật có các câu trần thuật có trong ví dụ đó. Bài học của cô hôm nay đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi, ghi chép bài và làm bài tập đầy đủ.